Mới đây, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Nga Putin nhân dịp Quốc khánh Liên bang Nga 12 tháng 6 và mời ông thăm chính thức Việt Nam. Tổng thống Nga Putin đã vui vẻ nhận lời. Nhân dịp này, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng chúc mừng nhân dân Nga nhân dịp kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít, khẳng định nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng chiến thắng lịch sử này, bày tỏ tin tưởng lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít và trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp sắp tới tại Nga sẽ thành công tốt đẹp. Trên tinh thần tin cậy và cởi mở, đặc trưng cho quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Putin cũng đã thảo luận nhiều nội dung hợp tác quan trọng giữa hai nước, cũng như một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Tổng thống Putin đánh giá cao việc Việt Nam đã kiểm soát thành công dịch Covid-19, cảm ơn Việt Nam đã chia sẻ, hỗ trợ, thiết thực Liên bang Nga trong cuộc chiến này. Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác phòng chống dịch Covid-19, cũng như khẳng định tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kịp thời công dân hai nước. Khi trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao và nhất trí thắt chặt hợp tác Việt-Nga trên các diễn đàn đa phương, phối hợp thúc đẩy hòa bình, an ninh, hợp tác và luật pháp quốc tế trên thế giới cũng như tại khu vực.